Phương, con say rượu rồi hả? Gì vậy? Say rượu gì? Bậy bạ. Phương, con là phụ nữ đã có chồng rồi mà con sa vô ba cái chuyện rượu chè vậy, thằng Lộc mà nó biết được nó buồn lắm, con biết không? Má vừa nói gì? Má nói là má sẽ mét anh Lộc hả má? Không phải, má mét đi. Má mét đi. Má mét anh Lộc đi rồi để anh chửi vào mặt con nè má. Anh chửi vào mặt con má mới hả lòng hả dạ đúng không má? Bộ anh thương con má ghét hả má? Không, không có. Má, má chỉ muốn nói với con là mình là phụ nữ, lỡ có xa chân lỡ bước vậy khổ lắm con à. Má biết cái gì mà má khuyên con? Con xa chân là tại má, là tại má hết đó má à. Con nói cái gì vậy? Má đâu có xui biểu con đâu mà sao con nói vậy? Má không biết, má là người đã chen chân vào chuyện gia đình con nè. Chính má, chính má là người đã làm mất đi hạnh phúc của vợ chồng con. Vợ con, chồng con đã từng rất con thương yêu chiều chuộng nhau, nhưng mà từ ngày má xuất hiện, má coi bây giờ mọi chuyện nó như thế nào rồi má? Nó đã không còn trọn vẹn nữa rồi má ơi. Nó đã thay đổi hết rồi má ơi. Nó đã không còn trọn vẹn nữa rồi má ơi. Phương ơi, Phương ơi, nghe lời má đi, con bình tĩnh lại đi con. Má, má chỉ muốn vợ chồng con hạnh phúc thôi mà con. Má chỉ muốn con hạnh phúc thôi mà. Má muốn con hạnh phúc đúng không? Vậy thì má đừng có ở đây nữa. Má đi đi má. Má đi ra khỏi cái nhà này giùm con đi má. Má ở đây hạnh phúc của con không có được trọn vẹn má ơi. Sao con lại nói với má như vậy? Hả con? Con ơi, bình tĩnh lại đi. Con ơi, con... Má đâu, má đâu có làm điều gì mà sao con? Con buồn lắm má. Con đang buồn lắm má ơi. Con đau khổ lắm má ơi. Bây giờ con phải làm sao đi má? Con chịu hết nổi rồi má ơi. Ngày nào con cũng đi ra ngoài chơi là vì con không muốn ở trong ngôi nhà này. Nói đúng hơn là con không muốn nhìn thấy má. Má ơi, má nhiều con lắm mà. Anh thưa anh sắp lấy vợ giàu nữa kìa má. Sao má không dọn qua bệnh má ở đi? Má ở đây hoài vậy má? Con xin má nữa má ơi. Má đi giùm con đi má. Con xin má nữa má ơi. Con xa chân là tại má. Là tại má hết rồi má ơi. Ha ha ha.